Vâng, xin kính chào tất cả quý cô bác anh chị khán giả đã đến với video ngày hôm nay. Trong phân khúc bàn ăn thì hàng nguyên khối là một cái dòng giá trị bậc nhất. Đây là một cái dòng sản phẩm có giá trị kinh tế rất cao và nó thể hiện được cái sự am hiểu về đồ gỗ cũng như là cái phong cách chơi đặc biệt của gia chủ. Nhưng mà trong phân khúc các cái sản phẩm đồ gỗ nguyên khối thì nhiều khi nó vẫn có được một cái độ chênh lệch giá với nhau khá là nhiều. Trên cùng một bộ có thể cùng là 10 ghế, cùng là gỗ gõ đỏ, cùng một cái độ dày mặt ván. Ví dụ như ở đây bên em đang làm là mặt nguyên khối 14 phân rưỡi chẳng hạn, thì vẫn có thể trong một bộ nó sẽ chênh lệch với nhau cả 1-20 triệu là chuyện bình thường. Vậy thì cái bí ẩn của nó nằm sau cái vấn đề giá cả chênh lệch đó là tại sao? Thì hôm nay em sẽ cùng đi với quý anh chị trong cái video này một cách chi tiết để phân tích cho quý anh chị khán giả. Vâng, khi chúng ta đã xác định chơi một cái sản phẩm gỗ nguyên khối hàng giá trị hay là chúng ta chơi một cái sản phẩm gì đó thuộc hàng đẳng cấp thì quý anh chị chúng ta cũng nên cần có một cái sự hiểu biết nhất định về cái sản phẩm mà mình tính mua đó, hay là mình muốn sử dụng như vậy thì chúng ta nên biết cho quý anh chị nhé. Thế thì đầu tiên chia sẻ cho quý anh chị một cái trong một trong số những chi tiết đầu tiên mà khách hàng khi đi mua thì thông thường sẽ không biết, đó là cùng là một cái ghế Louis nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy hai cái ghế này nó sẽ khác biệt với nhau hoàn toàn đó, khác nhau hoàn toàn về cái form dáng luôn. Nếu mà chúng ta để đặt cái ghế này riêng, quay một bộ riêng 8 ghế thì trên một cái bộ mà sử dụng cái ghế này nó sẽ rẻ hơn cái ghế này đó, loanh quanh với quý anh chị luôn là lên đến cả chục triệu so với một chi tiết duy nhất thôi, đó là cái ghế. Thì đây mọi người cũng đang nhìn nhá, em có hai ghế thì bên này là ghế Louis hàng lớn, còn bên này là ghế Louis hàng nhỏ, cho nên khi xếp trên một bộ cứ bảo tại sao nó lại giá nhau thì đó là một cái chi tiết đầu tiên ở giới thiệu với mọi người. Tiếp theo thì trên một bộ bàn ghế, để mà nói rằng cái giá trị của nó và cái vẻ đẹp của sản phẩm nó yêu cầu một sự đồng đều. Ở đây quý chị đang thấy em có tổng cộng là 10 chiếc ghế thì nó có cả 10 tấm vách tượng, đồng thời là 10 tấm mặt vân, nó đồng đều và nó giống nhau. Đây đó là một trong những cái điểm ăn tiền cũng như là tạo nên một cái sản phẩm nó khác biệt so với những cái sản phẩm bình thường nha quý anh chị nhé. Đó là một trong số những cái mà để cho quý anh chị chúng ta đánh giá về một cái sản phẩm nó như vậy. Vâng, tiếp theo thì trên một cái bộ bàn nguyên khối thì trên này đang là một cái bộ bàn mà nó thuộc cái tiêu chuẩn phân khúc giá tầm trung thôi. Nếu như bộ bàn này của Mộc Nam Huy cùng kích thước cùng cái bộ ghế này mà đem ra thị trường, em xin khẳng định với quý anh chị là cái giá nó sẽ phải cao lên 3 hoặc 40. Đó, còn bộ này thì em hoàn thiện với tiêu chuẩn là 139 triệu thì em xin công khai báo giá với quý anh chị. Thì như em vừa giới thiệu thì ngay về cái ghế thôi, một cái sự chênh lệch trên một bộ nó đã tới chục triệu rồi. Vậy thì tiếp theo nó sẽ là cái gì? Thì em sẽ cùng phân tích với quý anh chị nhé. Đó là về cái tấm mặt ván. Quan trọng nhất của một cái bộ nguyên khối đó là cái mặt này. Đó, ở đây thì em có một cái mặt nó đúng ra thì nó là cái mặt 15. Đó, tại sao nó là 14 phân rưỡi? Bởi vì là không qua người ta cưa lẻ như vậy cả. Đó, đúng ra là 15. Nhưng mà bên em thì có một số những cái điểm mà mình sẽ phải bào đi. Mình bào đi cho nó bằng ở hai cái cạnh này. Đó, cho nó bằng thì nó có độ non đi. Của em thì nó chỉ còn 14 phân rưỡi thôi. Đó, thì cái mặt này nó cực kỳ quan trọng. Đối với một tấm mặt zin đẹp thì nó sẽ có cái giá trị cao. Còn đối với một cái tấm mặt mà nó sẽ bị tì hay là bị vết thì nó sẽ bị giảm cái giá trị của nó đi. Đó là sơ qua về tấm mặt đấy quý anh chị nhé. Thì chúng ta có thể nhìn những cái cây đẹp thì chúng ta nhìn hai đầu. Đó. Và cái thứ hai, trên một cái bộ bàn mà nguyên khối ấy, thì các anh chị có đi mua hay có xem ấy, anh chị hay để ý rằng là nó có một cái kiểu, đó là kiểu gông đầu. Đó là mọi người sẽ thấy rằng là ở những cái đầu này nó hay có một cái lỗ để người ta khoan rồi người ta bắt một cái cây sắt từ bên này qua bên kia. Thì xin thưa với quý anh chị rằng là một cái sản phẩm gỗ mà nguyên khối trên dòng gỗ cao cấp á, trên hàng gỗ gõ đỏ ấy, thì thực sự đây là một cái dòng gỗ tốt. Cái việc mà chúng ta gông đầu ấy thì nó chỉ dành cho những cái sản phẩm gỗ gọi là gỗ bình thường thôi, hay còn gọi là các cái dòng gỗ tạp thôi, các cái dòng gỗ mà nó hay bị lứt ấy, thì người ta mới phải gông đầu. Còn đỡ đám mà xài đến gỗ gõ đỏ ấy, thì quý anh chị thấy là trước giờ ở Mộc Nam Huy anh chị thấy là chưa từng có một cái bộ sản phẩm nào mà bên em phải gông đầu cả. Như quý chị nhá, khi mà mình đã dùng gỗ chuẩn thì mình phải biết những cái điều như vậy.
Đó là yếu tố thứ hai. Và yếu tố thứ ba là cái độ rộng của cái sản phẩm. Anh chị biết rằng là với một cái cây gỗ nguyên khối thì cái đắt nhất của nó nằm ở cái mặt ván này, nó bao gồm độ dày là một phần và tiếp theo là độ rộng. Cái này thì nhiều khi quý anh chị không biết này. Ở đây thì em đang có một cái bộ mà nó có cái chiều rộng của nó là 1m1. Đó, quý anh chị nhá, 1m1. Cái thông số này thông thường thì khách hàng khi quý anh chị xem ấy thì quý anh chị chỉ biết vậy thôi. Đó, chứ nếu như bây giờ có một cái bộ mà nó có cái chiều rộng nó khoảng chừng là 95 phân. Đó. Mà nó rẻ hơn khoảng chừng cỡ 15 20 triệu thì khả năng rất cao là quý anh chị sẽ chọn bộ 95 phân. Nhưng mà thực tế nó đúng chính xác là như vậy. Bây giờ một cái tấm mặt 1m1 nó sẽ giá trị hơn những cái tấm mặt 95 và cái mặt 1m rất là nhiều. Anh chị đừng nghĩ đơn giản nhá. Nó hơn là cả mười mấy phần trăm đấy. Bởi vì là cái gỗ mà chúng ta mua là càng lớn, khổ càng lớn thì giá càng đắt. Đó, rõ ràng là cái mức độ của nó chênh lệch là giữa 1m1 đi với cái 1m đó là hơn có 10% thôi. Nhưng mà cái giá thì nó sẽ là hơn cả hơn 10%. Rồi quý anh chị nhá. Gỗ càng to, mặt càng rộng thì càng đắt. Cho nên nhiều khi quý anh chị xem những cái bộ bàn Louis á mà người ta đi với cái ghế nhỏ với cái bàn nhỏ á, mà người ta bán giá rẻ hơn nhiều khi là cứ khoảng 30 40 triệu, thì điều đó là tại sao? Đó thì cơ sở đã phân tích cho quý anh chị là từ cái ghế này đã bớt được chục triệu rồi. Đó, cái mặt nó cũng bớt đi được cả mấy chục triệu nữa. Thì hỏi tại sao mà nó chẳng rẻ, đúng không ạ? Đó thì nhưng mà khi chúng ta nói về cái sản phẩm nguyên khối mà như vậy ấy, thì là cái form của nó không có cái chiều to. Đó, một cái bộ nguyên khối thì nó nói với quý anh chị rằng là như cái bộ này bên em xếp ra như vậy. Anh chị nếu mà xếp theo kiểu như vậy, mình có xếp thoải mái luôn. Nó có phải vào hơn 3 mét. Đó, còn những hàng nhỏ bây giờ xếp ra nó chỉ có 2 mét hơn 2 mét. Thì nói với quý anh chị rằng là cái sản phẩm nó sẽ bình thường hơn rất là nhiều. Đó là một trong những cái yếu tố để tạo lên cái giá của một cái sản phẩm. Thì phân tích cho quý anh chị trên một cái hàng nguyên khối. Thì nói về đồ gỗ nguyên khối thì nó là như vậy đấy quý anh chị. Đó, một chút những cái sự thay đổi về thông số kích thước thôi. Hay là cái độ đẹp của một tấm mặt bàn, mặt ghế. Hay là một cái sản phẩm ví dụ như là ghế lọc lựa tinh lõi hay là vân gỗ đồng đều với nhau như này. Thì nó sẽ khác với những cái sản phẩm không lựa. Thì đó là cái điều mà nó trực tiếp ảnh hưởng đến cái giá cả. Chia sẻ cho mọi người một chút cái kinh nghiệm về sản phẩm này. Và nếu như quý anh chị muốn đặt những cái sản phẩm tương tự theo tiêu chuẩn như này. Hoặc những tiêu chuẩn thấp hơn, bàn nhỏ hơn hay mỏng hơn, ghế nhỏ hơn thì cơ sở vẫn có để phục vụ quý anh chị. Thì video này là cơ sở làm với mục đích đó là chia sẻ cho quý anh chị để chúng ta hiểu hơn về các cái dòng này. Rồi mai mốt khi chúng ta xác định chúng ta mua hay là chúng ta muốn sử dụng những cái tiêu chuẩn ra làm sao thì chúng ta đều nắm được cái tiêu chuẩn và cái hình thức cấu tạo lên cái giá cả của nó quý anh chị nhé. Vâng, và cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi video ngày hôm nay. Còn nhiều những sản phẩm khác thì quý anh chị nếu cần tham khảo thêm có thể vào trong kênh của cơ sở hoặc liên hệ trực tiếp để cơ sở bên em tư vấn cho quý anh chị nhé. Vâng, xin được kính chào quý anh chị và hẹn gặp lại ở trong những video kế tiếp.